Tình hình thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Nga tăng cường dùng vũ khí uy lực này tấn công miền đông Ukraine. Mỹ Latin từ chối gặp Tổng thống Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh chung với EU. Nga nói không giám sát ông Trùm Quân Nờ. Kiev thực hiện hơn 70 cuộc tấn công Crimea bằng máy bay không người lái trong năm 2023. Nga tăng cường dùng vũ khí uy lực này tấn công miền đông Ukraine, khi ép hứng chịu thiệt hại nặng nề. Quân Nga đã nã tên lửa vào thành phố Pervomaisky, vùng Kharkov, khiến 43 thường dân Ukraine bị thương. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình R-500 từ hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander hoặc Iskander-K. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia. Trước đó, quân đội Nga cũng điều Iskander-K tấn công vào thị trấn Poros thuộc vùng Donetsk một người đã thiệt mạng, ít nhất 8 tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng khác bị hư hại. Cảnh sát quốc gia vùng Donetsk của Ukraine tuyên bố. Tên lửa hành trình 9M728-729 của hệ thống tên lửa Iskander hay còn được gọi là R-500 rất hiếm ở Nga. Ước tính tỷ lệ sản xuất tên lửa chỉ là 1-2 đơn vị mỗi tháng. Nhưng kể từ đầu tháng 7 đến nay, Nga đã hai lần sử dụng loại tên lửa này để bắn vào miền đông Ukraine. Trước đó, dựa vào dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia vùng Donetsk và Văn phòng Tổng công tố của Ukraine, trong suốt 6 tháng, người Nga cũng đã tăng cường sử dụng tên lửa Iskander để tấn công miền đông Ukraine, khiến nhiều người thương vong. Nga bị cáo buộc đã sử dụng một tên lửa loại này để tấn công làng Shehika vào ngày 30 tháng 6, khiến hai người thiệt mạng và 6 người bị thương, một trường học bị phá hủy. Trong cuộc tấn công tên lửa vào Karamatok ngày 27 tháng 6, Nga bị tố sử dụng hai tên lửa đạn đạo của hệ thống tên lửa Iskander. 11 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trong cuộc tấn công này. Theo dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia Donetsk của Ukraine, Nga cũng sử dụng hệ thống tên lửa Iskander để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của vùng vào các ngày mùng 1, mùng 4 và 22 tháng 6. Trước đó, Nga chỉ sử dụng Iskander trong một cuộc tấn công vào quận Kupian, vùng Kharkov, ngày 28 tháng 5. Những tính toán như vậy cho thấy, Nga đã tăng cường sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander cho các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Bất chấp thực tế là tên lửa cho các hệ thống Iskander tương đối khan hiếm đối với quân đội Nga. Vì khối lượng sản xuất chỉ 1-2 tên lửa hành trình và khoảng 5 tên lửa đạn đạo cho hệ thống này mỗi tháng. Mỹ Latin từ chối gặp Tổng thống Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh chung với EU. 33 thành viên cộng đồng Mỹ Latin đã dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực của EU nhằm tập hợp sự ủng hộ của phần còn lại của châu Mỹ đối với Ukraine. Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe đã xóa mọi thứ về Ukraine khỏi một tuyên bố chung do EU đề xuất. Cổng tin tức, Erectip có trụ sở tại Bruxelles đưa tin. Sự phản đối của cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe cũng buộc EU rút lại lời mời Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh chung sắp tới của hai bên. Khối Mỹ Latin gồm 33 thành viên dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chung với EU tại Bruxelles vào ngày 17-18 tháng 7. Ban đầu Tây Ban Nha, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, đã mời ông Zelensky tới tham dự. Nhưng lời mời đã bị hủy bỏ sau sự phản đối từ các nhà lãnh đạo CELAC. Là một phần của quá trình chuẩn bị cho hội nghị, hai khối đã gửi đi gửi lại một số bản thảo của tuyên bố chung. Bản dự thảo tuyên bố chung cho EU đề xuất được gửi đi hồi tháng trước, bao gồm hỗ trợ cho Ukraine, biến đổi khí hậu và cam kết năng lượng xanh, chống tham nhũng và các mục tiêu chính sách lớn khác của EU. Nhưng ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt này, CELAC vào hôm 4 tháng 7 đã gửi lại một bản phản hồi đề xuất dài 21 trang, dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực của EU nhằm tập hợp sự ủng hộ của phần còn lại của châu Phi đối với Ukraine. Trong bản phản hồi đề xuất, cộng đồng này đã xóa mọi thứ về Ukraine. Văn bản tuyên bố ban đầu cho hội nghị thượng đỉnh do EU đề xuất bao gồm một số đoạn về hỗ trợ cho Ukraine, tham khảo các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Văn bản về Ukraine rất cân bằng, một nhà ngoại giao EU nói với Eric không có gì đặc biệt về bất cứ thứ gì chúng tôi gửi cho họ. Một nhà ngoại giao EU khác nói thêm, Thay vào đó, theo nội dung đề xuất được sửa đổi mà eu được tiếp cận, EU và CELAC đã sử dụng các giải pháp ngoại giao nghiêm túc và mang tính xây dựng cho cuộc xung đột hiện tại ở châu Âu, bằng các biện pháp hòa bình, đảm bảo chủ quyền và an ninh của tất cả chúng ta, cũng như hòa bình, ổn định và an ninh khu vực và quốc tế. Một nhà ngoại giao châu Âu nói với Eurectip rằng EU coi việc tuyên bố chung này lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine và có nội dung cụ thể về hiến trương Liên Hiệp Quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là rất quan trọng. Bruxelles cũng muốn có một cam kết rõ ràng đối với nền tảng hòa bình do ông Zelensky đề xuất, nhưng CELAC đã bác bỏ những điều này. Hầu hết các quốc gia Mỹ Latin đã rất nhiều lần nói rằng họ không muốn bị kéo vào một cuộc xung đột mà họ coi chủ yếu là vấn đề của châu Âu. Một nhà ngoại giao nói với Eritip rằng, hội nghị thượng đỉnh không chỉ xoay quanh vấn đề xung đột ở Ukraine mà còn giải quyết các vấn đề quan trọng đối với khu vực, bao gồm hiệp định thương mại đang bị đình trệ giữa EU và các thành viên Mercosur, Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Trong một động thái bất ngờ, CALAC đã yêu cầu người châu Âu bồi thường thiệt hại do chế độ nô lệ gây ra. Đây có thể sẽ trở thành một vấn đề gây tranh cãi các bộ trưởng EU dự kiến sẽ thảo luận về bản phản hồi đề xuất tại một cuộc họp vào ngày mùng 7 tháng 7. Họ sẽ làm việc để có một tuyên bố chung, nhưng không loại trừ khả năng hội nghị thượng đỉnh này sẽ có thể kết thúc mà không có tuyên bố chung nào. Nga nói không giám sát ông Trùm Wagner. Nga nói không có khả năng và cũng không có ý định giám sát ông Trùm Wagner, Jevgeny Prigozhin hậu nổi loạn. Chúng tôi không theo dõi hành động của ông ấy. Chúng tôi không có khả năng và cũng không muốn làm như vậy. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, khi được hỏi về nơi ở hiện nay của chùm Wagner, Jekony Prigozhin. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó cùng ngày nói rằng, chùm Wagner Prigozhin vẫn ở Nga cùng hàng nghìn tay súng, dù ông này được cho là đã chuyển tới Belarus sau cuộc nổi loạn vào hồi cuối tháng 6. Ông ấy đang ở Xanh có lẽ đã tới Moscow sáng nay. Tổng thống Belarus nói về Prigozhin, thêm rằng các đơn vị an ninh Nga có lẽ đang theo dõi sát sao ông này. Cuộc nổi loạn 24 giờ của Prigozhin kết thúc sau khi đạt thỏa thuận với Điện Kremlin thông qua Tổng thống Belarus. Theo thỏa thuận, Prigozhin được miễn truy tố và chuyển sang Belarus sinh sống. Truyền thông Nga đưa tin Prigozhin về nước để nhận lại số vũ khí bị tịch thu khi giới chức an ninh đột kích văn phòng của Wagner vào hôm 24 tháng 6. Tổng thống Lukashenko vào ngày 6 tháng 7 nói Wagner sẽ phải ký hợp đồng giang buộc về pháp lý với Belarus nếu muốn triển khai lực lượng ở nước này. Ông Lukashenko thêm rằng Belarus không xây doanh trại cho Wagner mà cung cấp cho họ một số cơ sở quân sự từ thời Liên Xô để làm chỗ trú chân. Song Wagner có tầm nhìn khác về vấn đề này và tất nhiên tôi sẽ không nói với bạn về điều đó. Ông nói việc họ có tới Belarus hay không và với số lượng bao nhiêu chúng tôi sẽ tìm hiểu trong thời gian tới. Kiev thực hiện hơn 70 cuộc tấn công Crimea bằng máy bay không người lái trong năm 2023. Trong năm nay, Kiev đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, chỉ riêng hướng Crimea. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev cho biết, các nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái và phương tiện mặt nước, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine gây ra mối đe dọa đặc biệt đối với an ninh của người dân. Các mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp bị phá hủy hoặc thiệt hại, đe dọa tính mạng dân thường và sức khỏe con người. Ông Pachusev cho biết tại Krasnodar trong cuộc họp về an ninh quận liên bang phía Nam. Kể từ đầu năm nay, chỉ theo hướng Crimea, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các lãnh thổ của khu vực Krasnodar và tỉnh Rostov cũng đã bị tấn công và pháo kích bởi lực lượng vũ trang Ukraine, ông Pachusev nói. Ngoài ra, ông Pachusev bày tỏ rằng cuộc phản công đã dẫn đến tổn thất lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Washington và các nước NATO thờ ơ với số phận của Ukraine và người dân Ukraine. Do đó, cuộc tấn công của Ukraine được tích cực phô trương và phát động đã dẫn đến tổn thất lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine về nhân lực và thiết bị. Ông Nikolai Pachusev, thư ký hội đồng an ninh Nga, cho biết. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận những đánh giá của mình ở bốc bình luận phía dưới video xin cảm ơn quý vị chào tạm biệt và hẹn gặp lại